Bây giờ Nguyễn sẽ hướng dẫn cho mọi người lên đơn hàng trên hệ thống ERP của BSAY Solution trên điện thoại nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ vào cái trình duyệt website ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ website của hệ thống ERP, đó là erp.bsaysolution.vn ha. Thì sau đó các anh chị, đầu tiên thì mình sẽ nhập cái username của mình. Sau đó thì mình sẽ nhập cái password hai các anh chị. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm nút là đăng nhập. Ok, thì đây là giao diện trang chủ của hệ thống ERP. Thì bước đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái phần CRM để tạo một cái mã khách hàng. Thì các anh chị có thấy cái ký hiệu ba gạch ở đây không ạ? Thì mình sẽ bấm vào cái nút ba gạch này. Thì nó sẽ hiện cái thanh menu của hệ thống ERP ra. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ về cái phần vào cái phần CRM ở đây. Ok, CRM thì các anh chị sẽ chọn vào cái phần đó là Customer. Ok, sau khi các anh chị vào phần Customer, tức là cái phần quản lý khách hàng, thì các anh chị sẽ thấy nè. Ví dụ đây là các cái thông tin khách hàng của Nguyễn trong suốt cái quá trình mà Nguyễn đã làm việc và kinh doanh tại BSAY rất là nhiều luôn. Đúng không ạ? Thì cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ bấm cái nút Add này để chúng ta thêm một cái khách hàng mới vào. Thì mình sẽ nhấn nút Add. Sau đó thì chúng ta sẽ điền các cái thông tin của khách hàng theo cái yêu cầu dưới đây. Ví dụ thì Nguyễn sẽ điền cái thông tin khách hàng ở đây nha. Đó là Nguyễn Văn A chẳng hạn. Cái phần mã khách hàng thì hệ thống nó sẽ tự điền cho các anh chị, mình sẽ không có can thiệp được. Ok, khách hàng Nguyễn Văn A. Ví dụ địa chỉ là ở Landmark 81. Đường Nguyễn Hữu Cảnh. Được không ạ? Sau đó các anh chị sẽ chọn đó là tỉnh thành, thì các anh chị có thể gõ vào, ví dụ Hồ Chí Minh là các anh chị gõ chữ Hồ nè, là từ nó sẽ load ra, rồi sau đó mình bấm chọn thôi. Như vậy nó sẽ nhanh hơn là chúng ta sẽ tìm kiếm từng cái tên thành phố hoặc là tỉnh ha. Rồi, ở cái phần district này, tức là cái phần quận đó, thì các anh chị gõ ví dụ như Bình Thạnh. Thì mình gõ chữ Bình nó sẽ ra nè. Thì mình chọn Bình Thạnh. Sau mình gõ phường vô. Ví dụ như là phường 22. Sau đó thì mình sẽ gọi số điện thoại. Ví dụ như là 0909. Rồi 35 35 35. Ok, thì hiện tại thì toàn số điện thoại của Việt Nam mình là 10 số. Nên các anh chị lưu ý là mình sẽ nhập đúng 10 số như thế này nha. Còn khi mình nhập sai thì nó sẽ không thể lưu được. Phần ngày sinh của khách hàng thì nếu mà các anh chị có thông tin thì các anh chị có thể nhập. Nếu không có thì mình có thể bỏ qua. Tương tự phần email cũng vậy. Cái phần note này thì có thể giúp cho các anh chị mình note lại cái thông tin khách hàng mà mình đã trao đổi và tư vấn. Ví dụ như là khách hàng 22 tuổi, nám chân sau, làm công nhân, thu nhập khoảng 5 triệu, có tiền sử dụng kem trộn. Thì cái phần note này sẽ giúp cho các anh chị lần sau khi mà các anh chị mở cái mã khách hàng này ra, các anh chị sẽ nhớ được cái thông tin mà các anh chị đã trao đổi với họ. Từ đó là sẽ giúp chúng ta sẽ có thể bắt đầu một cuộc nói chuyện mới nó dễ hơn ha. Ở cái phần status này thì các anh chị mình sẽ chọn qua cái chế độ đó là đặt hàng nha các anh chị. Mình phải để ở đặt hàng thì mình mới lên đơn được nha. Còn ví dụ nếu các anh chị vẫn là để ở đây làm mới á, thì khi các anh chị qua cái phần tạo đơn á, thì các anh chị sẽ không thể tìm được cái mã khách hàng của khách hàng này. Rồi, ok. Sau đó thì mình sẽ bấm cái nút lưu thông tin lại. Như vậy là chúng ta đã làm xong được cái bước đầu tiên trong cái quy trình tạo hàng. Đó là chúng ta sẽ tạo một cái mã khách hàng
trên hệ thống ERP thì các anh chị sẽ thấy ở đây mình sẽ có cái mã khách hàng đó là Nguyễn Văn A đúng không ạ? Mình tạo vào ngày là 4 tháng 9 2020 vào lúc là 11 giờ 58 PM nè. Khách hàng này sẽ có mã là mã khách hàng là SVV764. Số điện thoại đúng không ạ? Địa chỉ ở đây. Doanh số hiện tại là vẫn là 0 nè, tại vì mình chưa lên đơn. Ok, thì sau khi mà đã tạo được một cái mã khách hàng rồi á thì mình sẽ bước qua cái bước thứ tiếp theo. Đó là mình sẽ lên đơn các anh chị, sẽ lên đơn. Thì để mình lên đơn á thì mình sẽ copy cái số điện thoại này ha. Mình sẽ copy cái số điện thoại này, được chưa? Rồi ok. Sau đó các anh chị sẽ tiếp tục là bấm vào cái dấu ba gạch ở đây để nó hiện cái thanh menu lên. Thì các anh chị sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là phần sale. Và các anh chị sẽ chọn là order. Sale và chọn order ha. Ok, thì đây là cái giao diện để mà chúng ta lên đơn nè các anh chị. Thì tương tự chúng ta sẽ bấm cái nút add này, tức là cái nút thêm đó. Thì mình sẽ bấm add. Rồi ok. Ở cái phần customer, tức là cái phần mà lấy cái thông tin khách hàng á, các anh chị gõ cái số điện thoại của khách hàng vô giúp Nguyễn. Thì tự động hệ thống nó sẽ load được cái dữ liệu khách hàng ra nè các anh chị. Nè, mã khách hàng nè, tên Nguyễn Văn A và số điện thoại nè. Thì các anh chị bấm chọn và các anh chị bấm vào cái nút là lấy thông tin. Đâu mà các anh chị bấm vào nút lấy thông tin. Khi các anh chị bấm nút thông tin thì tự động nó sẽ load cái dữ liệu ra nè các anh chị. Nó sẽ tự động load cái dữ liệu ra nè các anh chị. Đâu mà. Đây là nó bị mất cái phần, mình sẽ điền lại cái phần. Ok. Rồi, ở cái phần nhà cung cấp này thì các anh chị chọn giúp Nguyễn đó là Vifarm cho tất cả các cái sản phẩm ha. Chỉ riêng cái dòng sản phẩm máy tạo nước BioNTech thì các anh chị mới chọn BioNTech nha. Còn tất cả những cái sản phẩm còn lại thì các anh chị sẽ chọn giúp Nguyễn đó là nhà cung cấp Vifarm hết nha. Ok, các anh chị thấy rõ mà. Sau đó các anh chị sẽ bấm Next. Bấm Next để qua bước tiếp theo đó các anh chị. Ok, ở cái bước tiếp theo này á, thì mình sẽ tiến tới một cái bước, đó là mình sẽ thêm cái sản phẩm vào cho cái đơn hàng này. Đúng không ạ? Thì ở cái phần sản phẩm nè, các anh chị sẽ gõ cái tên sản phẩm vào. Ví dụ như là sản phẩm serum tế bào gốc All-in-One thì các anh chị có thể bấm chữ All-in-One nè, thì tự động nó sẽ load ra nè các anh chị. Thì các anh chị bấm chọn. Đúng không ạ? Đơn giá là mình không can thiệp được nè, thì hệ thống nó sẽ tự nhảy ra cái giá sản phẩm là 1.950.000 đồng nè. Thì chúng ta sẽ điền cái số lượng vào. Ví dụ như khách hàng chúng ta mua là một chai thì chúng ta điền 1, mua 2 chai thì chúng ta điền 2, chẳng hạn như vậy. Sau khi mà chúng ta đã điền xong rồi á, thì chúng ta sẽ bấm là thêm vào giỏ hàng. Đó. Các anh chị bấm thêm vào giỏ hàng nè, thì các anh chị sẽ thấy cái xuất hiện cái sản phẩm này nè. Nãy Nguyên bấm 2 lần nè. Ví dụ giờ mình chỉ có một sản phẩm thôi thì mình bấm vô cái dấu, mình bấm vào cái dấu xóa này các anh chị. Đúng không ạ? Cái dấu thùng rác nè thì nó sẽ xóa bớt đi một này các anh chị. Ở đây mình có một sản phẩm thôi đúng không ạ? Ví dụ cái đơn này có nhiều sản phẩm. Ví dụ giờ mình sẽ có thêm cái sản phẩm, ví dụ như là sữa rửa mặt Nacos, thì mình sẽ chọn sữa rửa mặt Nacos, cũng một sản phẩm luôn, cái mình bấm cũng thêm vào đơn hàng. Đây thì nó đã hiện ra rồi này các anh chị. Ví dụ cái đơn này có 3 sản phẩm đi. Ví dụ đây nó sẽ có thêm sản phẩm là mặt nạ đi ha. Ví dụ mặt nạ men vi sinh chống lão hóa Bifidolat nè, mình sẽ chọn nè, sau đó mình sẽ bấm 1. Sau đó tương tự mình cũng sẽ bấm là thêm vào giỏ hàng. Thêm vào đơn hàng. Được chưa? Ok, thì mình sẽ thấy ở đây là có 3 sản phẩm này nè các anh chị. Và nó sẽ tính cho chúng ta nè, đơn giá nè, thành tiền nè, bibon được bao nhiêu nè, chiết khấu được bao nhiêu nè. Đâu mà, thì mình sẽ sau khi mình đã thêm đủ cái sản phẩm của cái đơn này rồi á, thì mình sẽ tiếp tục bấm Next. Ok. Ở cái phần này á, thì chúng ta sẽ chọn cái đơn vị giao hàng ha các anh chị. Chọn cái hình thức giao hàng nha các anh chị. Ở đây mình sẽ có 3 hình thức. Giao hàng bình thường, tức là mình sẽ giao theo chuẩn của đơn vị giao hàng.
giao hàng trong ngày thì cái này nó chỉ áp dụng được cho khu vực Hồ Chí Minh thôi nha các anh chị. Khi mà các anh chị chọn chế độ này á, thì bên công ty họ sẽ có thể book một số đơn vị giao hàng như là Grab, như là Ahamo để có thể giao ngay lập tức cho mình. Còn đối với chế độ tự giao hàng á, thì các anh chị sẽ qua kho để lấy hàng và thanh toán rồi sau đó các anh chị sẽ tự đi giao cho khách hàng. Đúng không ạ? Ví dụ đối với một cái đơn hàng bình thường thì chúng ta sẽ chọn là giao hàng bình thường. Ở đây thì nó sẽ có cái phần là khách hàng có trả ship hay không. Nếu như mà các anh chị trả hộ cho khách, tức là các anh chị miễn phí ship cho khách đó, thì các anh chị chọn không. Còn nếu như mà khách mà họ sẽ chịu ship luôn, tức là các anh chị không miễn phí ship cho khách, thì các anh chị sẽ chọn là có. Ví dụ đây là một cái đơn hàng 3 triệu mấy đi, thì Nguyễn sẽ miễn phí ship cho khách, thì Nguyễn sẽ chọn không. Sau khi mà các anh chị đã chọn không xong rồi thì các anh chị sẽ tiếp tục hoàn thành cái bước này và mình sẽ bấm Next. Ok, như vậy là mình đã tạo xong một cái đơn hàng rồi nè các anh chị. Đó là khách hàng Nguyễn Văn A nè. Tổng giá trị đơn hàng là 3.180.000 đúng không ạ? Sẽ có B-Boy là 1.442.000 và mình sẽ có cái phần hoa hồng đó là 1.356.000. Tuy nhiên thì các anh chị sẽ thấy ở đây là cái đơn này nó vẫn đang ở tình trạng là new. Thì bên kho mình khi thấy một cái đơn new thì họ sẽ chưa cho cái đơn này đi và họ sẽ xem đây là một cái đơn treo nha các anh chị. Thì sau khi mà các anh chị tạo đơn xong và các anh chị muốn cho cái đơn này hàng đi luôn, thì các anh chị sẽ bấm vào cái dấu cái viết này nè. Nguyễn xin lỗi, các anh chị sẽ bấm vào cái dấu cây viết ở cái viết nhưng mà cái viết có cái hình cái ô vuông này nha các anh chị. Các anh chị sẽ bấm vào nè thì nó sẽ qua cái phần là cái chữ trend này là thay đổi. Thì các anh chị sẽ thay đổi cái đơn này từ new sang ready to ship. Được không ạ? Khi mà các anh chị còn ở chế độ new á thì các anh chị có thể xóa cái đơn này. Ở đây nó sẽ có cái hiệu thùng rác nè thì các anh chị có thể xóa. Hoặc là ở cái giai đoạn new này á thì các anh chị có thể thêm sản phẩm vào trong đơn hàng này. Hoặc là thậm chí các anh chị có thể thay đổi cái thông tin của khách hàng này khi cái đơn này vẫn là một cái đơn new, được chưa? Nhưng mà khi mà các anh chị thay đổi, các anh chị chuyển từ new sang ready to ship, các anh chị chọn ready to ship, được mà. Sau đó các anh chị sẽ lưu lại cái trạng thái từ new sang ready to ship là các anh chị sẽ bấm nút sell. Rồi ok, sau khi bấm nút sell xong á thì cái đơn new thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ chuyển sang ready to ship. Đúng không ạ? Chuyển sang ready to ship. Thì khi nào bên kho họ nhìn thấy những cái đơn nào là ready to ship á thì họ mới xem đây là cái đơn sẵn sàng giao thì họ sẽ tiến hành là đóng gói cho các anh chị. Thì ở cái trạng thái là ready to ship này á, các anh chị vẫn có thể xóa đơn nhưng mà các anh chị không thể sửa đơn được nữa nha. Do đó nếu như mà mình lỡ làm tới đây rồi á mà mình phát hiện ra cái đơn của mình sai á thì chỉ có một cách duy nhất là mình sẽ xóa và tạo lại thôi. Được chưa? Thì khi nào mà cái đơn mình được đóng gói về vận chuyển đi thì ready to ship nó sẽ chuyển thành là delivery, tức là đang vận chuyển, được không các anh chị? Thì khi mà đã chuyển sang delivery rồi á thì chúng ta sẽ không thể can thiệp vào cái đơn này được nữa, cũng xong xóa được luôn. Được không ạ? Do đó nếu như lỡ mà các anh chị ready to ship và bên kho đã giao đi rồi nhưng mà sau đó các anh chị vô, các anh chị xem lại, các anh chị thấy nó sai hoặc là có thể khách hàng thay đổi thì chỉ có một cách duy nhất là các anh chị phải liên lạc với bên kho để hủy cái đơn hiện tại. Được không ạ? Rồi sau đó các anh chị sẽ lên một cái đơn mới hoàn toàn. Được chưa? Thì đây là cái cách mà để mà chúng ta có thể lên một cái đơn hàng trên hệ thống ERP của BSAY Solution. Được không ạ? Nó sẽ có hai bước cơ bản thôi. Đó là bước 1. Các anh chị sẽ vô cái phần đó là CRM và customer để các anh chị tạo một cái mã khách hàng. Sau khi đã có mã khách hàng, các anh chị sẽ qua cái phần sale này và chọn order để chúng ta lên đơn hàng. Thì chỉ với hai cái thao tác rất là đơn giản như vậy, các anh chị mình sẽ có thể tạo một cái đơn hàng thành công trên hệ thống ERP và mọi các hoạt động về đóng gói, vận chuyển và thu tiền sẽ do BSAY mình đảm trách và thực hiện. Cái nhiệm vụ của các anh chị đó là chúng ta sẽ theo dõi cái tình trạng đơn hàng của chúng ta xem nó đã giao tới đâu rồi. Khách hàng đã nhận được chưa để chúng ta có thể tiến hành là chúng ta hướng dẫn sử dụng khách hàng cho khách hàng hoặc là nếu trong quá trình vận chuyển có một cái vấn đề gì đó thì chúng ta có thể ngay lập tức liên lạc với khách hàng để xử lý để tránh những cái tình trạng như là bị bơm hàng hoặc là có thể là bị trả hàng lại do không liên lạc được với khách hàng ha.
Ok, thì rất là cảm ơn các anh chị đã xem video này và chúc các anh chị mình sẽ có thật là nhiều đơn hàng cùng với các hoạt động kinh doanh cùng với Bizay.